Hello, chào mọi người và chào mừng các bạn trở lại với kênh Quân của MOBA Việt Nha. Và trong clip này mình sẽ chơi vị tướng Zephyr, một tướng đấu sĩ kiêm cái nghiệp chức đó là sát thủ. Một tướng cũng có combo một nhất kích tất sát. Một combo là tiến một tướng xạ thủ và pháp sư tin bạn nên bạn đếm số thôi. Ok, đồng thời trình bày các bạn cái mối trang bị Zephyr lên vô cùng hiệu quả và vừa trâu vừa mạnh. Và cái sự thay đổi của vị tướng Zephyr trong phiên bản tiếp theo là như thế nào nhá. Ok, đó là nội dung chủ yếu của mình muốn truyền đạt đến các bạn trong clip này. Rồi, và trận đấu rồi, let's go. Mình sẽ đi lên kinh công nhá. Circus sẽ đi lên rồng và Alice sẽ đi làm Drummer hỗ trợ. Đội hình chia rất chuẩn và Ezanka là Jimmy. Thì với vị tướng pháp sư Ezanka này thì đầu game thì nó khá yếu. Sau tầm giữa game và late game thì nó mới khỏe cơ anh em ơi. Thành ra là cố gắng kéo dài dài trận đấu nhá. Nhưng mà team bạn đội hình cũng khá khỏe đấy, hai tướng tanker rất là cứng này. Khống chế cũng rất là nhiều nhá. Team bạn khả năng khống chế hơn team mình khá nhiều. Ok. Không thấy team bạn đâu. Thên in bot à? Khả trang là cướp rừng. Cướp đỏ à? Ấy. Pha đoán đoán khá chuẩn mà hai thanh niên support team bạn sẽ cướp bùa đỏ. Rồi, một phiên là chết tại ấy. Thôi đông thế thôi. Ngu người anh em ơi. Úp mặt xuống đất rồi. Hỏi tại sao là team bạn lại đông thế? Hóa ra là một pha gọi là cướp bùa của nhau. Mình bảo vệ không thành công. Có đấy mà có cái bảng hỗ trợ chứng trị thì chắc là cũng ăn được cái con bùa đỏ rồi. Phát xiên cuối cùng là mình tính ăn con bùa đỏ cơ, nhưng mà không thành công. Bùa đỏ nó hồi máu quá nhanh. Nhưng mà có một điều khá may mắn, đó là đợt lính của mình vẫn còn nguyên này. Đấy. Không mất tí level, mất tí vàng nào. Vẫn như là không chết thôi. Chẳng qua là biếu team bạn 300 vàng. Ok. Alo, trang bị cho Zephyr thì mình để bên dưới nha. Thì bạn đồng quá này. Đối với các bạn ơi, khi mà cứ nhắc level 4 rồi. Kìa. Cố lên Alice ơi. Rất may là pha làm choáng của Zanka khá tốt. Rồi, ignite lên bảng điểm số nha. Rồi, giết luôn thêm này. Một đâm một xịch. Xịch. Đó. Đánh vị tướng này cứ xịch. Rất là phê. Rồi, thêm này. Chạy thì mình dùng không kích nha. Rồi, đang dùng chiêu 2. Một combo nhẹ nhàng là lên bảng điểm số. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Tất cả thì số mạng của team và của team bạn đều là do mình cả. Chết 1 và chết 2. Thơm. Đó, nhưng mà các bạn có thể thấy được điểm của dự tướng Zephyr này thì đó là dùng mana rất là hao. Mình combo 2 lần thôi mà hết sạch mana. Rất là cái khả năng cái chiêu 1 dùng rất là tốn mana. Đó. Nhưng các bạn yên tâm, trong phiên bản tiếp theo thì Zephyr sẽ được giảm cái lượng mana tiêu thụ khi các bạn sử dụng chiêu thứ nhất nha. Chiêu thứ nhất các bạn luôn mắc trước và dùng rất là nhiều và tốn mana cũng rất là nhiều. Nhưng bây giờ sẽ bị giảm cái lượng mana tiêu thụ, thì nghĩa là Zephyr được tăng sức mạnh trong giao tranh. Đó, dẻo dai hơn. Đúng cái bản chất là cái nội tạng bền bỉ của Zephyr. Dẻo dai trong giao tranh. Khá trâu đấy. Rồi ignite này, combo này, rồi choáng cả đôi. Rất may là choáng cả sát thủ thêm bạn và kính nắc lên bảng điểm số. Giết được Azenka thì mình thì cũng sắp mặt thôi. Rồi, một pha giao tranh quá lợi cho team mình, bởi vì ở trên mình di chuyển kịp thời ra hỗ trợ team, còn thêm team bạn thì vẫn miệt mài là đẩy trụ. Nhưng với khả năng đẩy trụ của Thên thì rất lâu sẽ đẩy xong cái trụ đấy. Cố lên Thên ơi. Cố lên Thên đẹp trai ơi. Mình đang đến đây. Rồi. Cũng đẩy trụ cũng ghê phết anh em ơi. Gần xong cái trụ của mình rồi. Có máu nha. Rồi Calibur kìa.
Rồi, cái này đánh thê cũng rất tốt đấy anh em ơi. Không phải không biết đánh đâu. Danh cao thủ mà anh em ơi. Rồi, cái Nina canh mình kìa. Kìa, uầy. May quá. May quá là mình còn mana và vừa hồi được chiêu cuối. Thôi. Trời ơi, team bạn gì top kinh quá. Được. Có vẻ là mê Zephyr anh em ơi. Cứ xuống dưới là cướp bùa rồi ganh liên tục. Toàn đi theo đoàn đội thôi. Không hiểu là team bạn sao không ganh lên trên nhỉ. Chắc là ép lên top và đẩy trụ đây. Nhưng mà không thành công. Ok, trang bị do Zephyr thì có một đặc điểm chú ý là lúc đầu thì các bạn lên cái đồ cấp 2 của món đồ xuyên giáp thôi. Sau đó lên hẳn cái giày hộ vệ này. Sau đó các bạn lên món đồ thương long. Đấy. Cái sự kết được đồ cấp 2 với cái đồ giày đấy thì các bạn đầu game khá trâu với cái nội tại miễn 15 sát thương vật lý của cái giày hộ vệ nha. Rồi, cái điều thứ hai chú ý trong cái lối lên trang bị. Rồi, một combo này, đèo lát này. Đó là cái món đồ slot thứ hai, huân chương choi. Thì mình sẽ không lên huân chương choi thẳng đâu, mà mình lên món đồ cấp 2 của nó là đai kháng phép. Sau đó mình lên hai đồ cấp 3 tiếp theo là áo choàng băng giá. Rồi, một combo. Bộc phá chết, xiên là chết thôi. Sau khi lên áo choàng băng giá mình lên cái kiếm Huda Masa. Rồi mới lên tiếp cái món đồ là huân chương choi nhá. Đấy. Trang bị thì nó lên đồ kiểu zigzag như thế nhưng mà nó thực sự là rất là mạnh. Các bạn chơi mức danh cao thì thường hay sử dụng cái lối trang bị là lên đồ cấp 2 xong mới lên đồ cấp 3 nhá. Bởi vì đầu game thì mình không cần quá nhiều kháng phép đâu. Đó. Nhưng mà nếu mà đội hình team nào trận nào của team bạn sát thương phép quá nhiều ở đầu game ý, thì anh em lên thẳng quân chung cho luôn nhá. Nhưng trận này thì sát thương phép của team bạn bình thường thôi. Có mỗi vị tướng Ignite thì dùng chiêu mình có thể né được. Nhưng mà Krynak cũng có sát thương phép và Kel'Nas cũng có sát thương phép. Nhưng không sao, chỉ một cái đai kháng phép là đủ rồi. Đó là cái sự chú ý lên đồ. Thực sự thì vị tướng ngay đánh cũng rất là phê. Ngọc thì chuẩn ngọc đấu sĩ nha. Chuẩn ngọc đấu sĩ thì mình đã nói với các bạn khá nhiều rồi. Công lý xuyên giáp, máu tối đa thì lại chí mạng và công lý xuyên giáp, đó là ba cái ngọc chính. Sau khi ép xong là 29 công lý này. Rồi, pha combo lỗi. 100 xuyên giáp. 600 máu tối đa và 5% tỷ lệ chí mạng. Ok. Và combo sử dụng do Zephyr thì thường là mình sẽ dùng chiêu 1 này. Sau đó mình dùng chiêu cuối này. Sau đó mình dùng chiêu 2 và đánh thường. Và sau khi đánh thường xong thì mình chắc chắn sẽ hồi lại chiêu 1 và dùng chiêu 1 để truy sát hoặc là bay về nhá. Do các trường hợp khác sao. Ví dụ là team bạn còn đông hoặc khỏe quá thì mình bay về. Còn nếu mà team bạn mình đang truy sát thì mình lại đuổi theo. Khá là bền bỉ và cơ động trong giao tranh. Đó là chất tướng Zephyr. Mẹo của mình là cứ các bạn cứ dùng chiêu 1 sau mới dùng chiêu cuối nhá. Tạo cái tính đột biến bất ngờ. Chứ dùng chiêu cuối luôn thì phải mình áp sát được tướng địch mới dùng chiêu cuối luôn. Như trường hợp này mình dùng chiêu cuối luôn này. Đó, dùng chiêu 2 này. Ô, bị choáng em ơi. Đùa. Không đứng được mà dùng chiêu 2. Đấy, một ca lúc lùm phản canh khá tốt. Zephyr hiện được sử dụng trong đấu danh và đấu giải khá nhiều. Vừa trâu lại còn vừa khỏe nữa. Các bạn đừng nghĩ là chỉ thay đổi là giảm một chút mana khi dùng kỹ năng mà nó không tăng nhiều đâu. Mình nghĩ là tăng khá nhiều đấy. Các bạn đánh Zephyr chuyên rồi mới biết là cái thiếu mana nó khó chịu như thế nào anh em ơi. Ok. Con này dùng rất tốn mana, vừa dùng kỹ năng liên tục mà. Nhất là chiêu thứ nhất, mình được giảm đúng điểm yếu. Đấy. Tạo tính bất ngờ trong giao tranh. Vô phi chương 1 trong bộ chương cuối một phát.
team bạn không kịp trở tay thì đã bị hất tung làm choáng rồi. Sau đó mình dùng chiêu 2 dồn rất nhiều sát thương. Rồi. Có hai cái loại combo của con tướng này nhá. Rồi. Xiên nè, ok. Đó là chiêu 1, chiêu cuối, chiêu 2 đánh thường. Hoặc là nếu bắt sát được rồi dùng chiêu cuối này. Chiêu 2 này, chiêu 1 đánh thường. Đó. Cũng khá đơn giản không, nhưng mà cũng khá là khó đơn giản đấy. Bởi vì cái chiêu không kích của con Zephyr này, các bạn phạm vi của chiêu thức thì nó khá nhỏ. Các bạn cố gắng mà căn được hướng di chuyển của tướng địch để dùng chuẩn xác nhá. Ok, đồ tiếp theo mình sẽ lên cái Kimura Masa. Chưa lên thẳng cái huân chương choi đâu. Rồi, quá hay. Đến đây. Ấy, tông đến vớt chiêu là nhiều khi là vớt khỏi tầm chiêu thì nó không dùng được. Đó, các bạn chú ý nha. Các bạn luyện được Zephyr vồ thật nhanh thì sẽ đánh rất hay. Rồi, tốc độ vồ của mình khá chậm. Nên vẫn còn phải luyện tập nhiều. Mà đánh nhiều tướng thành ra là không được nhanh cho lắm đâu. Tốc độ của đánh thì có trung bình rồi anh em ơi. Trung bình khá. Nhưng mà mình nghĩ là cũng khá ok rồi. Các bạn học cái combo là chiêu 1, chiêu cuối thật nhanh nhá. Thì sẽ tạo cái tính đột biến bất ngờ trong giao tranh. Và vồ trúng những vị tướng sát thủ và xạ thủ thì bạn rất là dễ dàng. Quan trọng là vồ trúng cơ. Vồ hụt là sắp mặt ngay. Kìa kìa. Hai bạn kia hổ báo cáo trồn kìa. Thôi kệ tôi ăn đi rồi về đi. Rồi, cái link đắc này. Chấp cái link đắc luôn, không thèm dùng chiêu cuối này. Đợi cái link đắc tung cánh bay, mình sẽ dùng chiêu cuối nha. Rồi, cũng giữ chiêu 1, chiêu 2 thôi, hồi chiêu liên tục. Rồi, đấy. Bay cái này bộc phá chết luôn. Không thèm dùng chiêu cuối luôn. Đợi chiêu cuối để cái link đắc bay mà mãi bay. À, Oma đây. Rồi. Rồi. Vẫn chạy được rất là trâu. Rồi, vòi choáng liên tục kìa anh em ơi. Rồi thôi, té gấp. Kìa, bắn mình chí mạng toàn 300 này kia. Bắn bao giờ mới chết. Nhiều pha mình phán đoán là tướng địch ở đâu thì lại bị chửi nó hack map. Là buồn cười quá anh em ạ. À, mình đánh có bao giờ hack map bao giờ đâu. Tên là nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi thôi lui quá, choáng kinh quá. Lui bạn ơi. Rồi. Rồi thôi. Giờ mình có chiêu cuối để vồ ông giá nít này làm choáng khó chịu quá. Ok đấy. Chắc làm sao được. Còn mũi ma chắc là không thủ đâu. Đẩy thẳng vào end game trận đấu này thôi. Kìa, Skirt kìa. Ây. lại đẩy nó ra xa quá. Mình vô hụt rồi. Ok, như vậy là trận đánh mình dùng Zephyr đi lên. Và thông báo các bạn cái sự thay đổi của vị tướng này trong phiên bản tiếp theo. Đến đây là hết. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nhé. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.